bạn pha chế cặp nam tập này có tên là pha trà để trả lời các câu hỏi về cách pha trà như bao nhiêu gram trà pha với bao nhiêu gram, thời gian uống trà bao lâu, nhiệt độ nước pha trà là bao nhiêu. Mời bạn xem hết clip và cùng tìm ra câu trả lời nhé. Có 3 yếu tố Hiếu thường xuyên áp dụng cho pha trà, mỗi người sẽ cách pha riêng. Đây là những kinh nghiệm và kiến thức mà Hiếu tích lũy trong thời gian làm nghề. Trong tập này, Hiếu sẽ nói về các yếu tố ảnh hưởng tới pha trà. Lấy ví dụ là trà xanh, vì đây là loại trà rất phổ biến ở Việt Nam. Cá nhân Hiếu rất thích uống trà xanh làm trà đá đường. Cùng pha trà với Hiếu nhé. Có 3 yếu tố Hiếu quan tâm khi pha trà. Thứ nhất, nhiệt độ nước pha trà. Thứ hai, tỷ lệ trà và nước. Thứ ba, thời gian uống trà. Ngoài ra còn một yếu tố rất quan trọng đó là chất lượng nước pha. Hiếu sử dụng nước lọc từ máy lọc RO dùng để pha chế. Thứ nhất, nhiệt độ nước 80 độ C có phải là nhiệt độ lý tưởng để pha trà xanh? Nếu có câu hỏi là nếu pha trà xanh bằng nước sôi thì sẽ như thế nào? Và nếu đã pha thử hai nhiệt độ nước cùng lúc để so sánh. Khi nước ở nhiệt độ sôi, trà xanh có màu nước sạch, mùi hương trà tỏa lên rất thơm và mau chóng bay mất. Và tất nhiên vị trà cũng đậm và chát hơn. Nước trà pha ở nhiệt độ 80 độ C, hương trà thơm nhẹ nhàng, vị chát giảm đi rõ rệt. Thứ hai, tỷ lệ trà và nước. Tùy vào khẩu vị cá nhân của mỗi người mà bạn sẽ chọn một ly trà dùng bao nhiêu gram trà và bao nhiêu gram nước. Hiếu thường pha từ 2 đến 4 gram trà cho một ly. Tỷ lệ nước, Hiếu chọn pha trà xanh để làm trà đá, trà trái cây là 1:50. 2 gram trà, Hiếu pha 100 gram nước. Với 4 gram trà, Hiếu pha 200 gram nước. Sẽ có hao hụt một chút nước do sát trà hiểu lầm. Bạn hãy gia giảm lượng nước để bù lại. Tỷ lệ trà và nước là yếu tố quyết định đến rất nhiều vị đậm nhạt và màu sắc của trà, nên bạn phải pha thử rất nhiều lần để tìm ra tỷ lệ phù hợp. Hiếu có một số công thức tỷ lệ dùng để pha trà, bạn tham khảo thử nhé. Yếu tố cuối cùng, thời gian uống trà. Yếu tố này thường hay bị xem nhẹ. Khác với cách uống trà pha ấm truyền thống, thời gian uống trà sẽ rất nhanh, thường tính bằng giây. Thời gian uống trà cho các phương pháp pha chế trà sữa, trà trái cây thường có thời gian uống trà sẽ lâu hơn. Đối với trà xanh, bạn không cần phải uống quá lâu. Thời gian uống trong vòng 15 phút trở lại thì trà xanh đã ra chất trà. Hương thơm và màu sắc cũng bệnh tròn lắm rồi. Vị chát và đắng của trà càng chiết xuất ra nhiều khi thời gian uống trà càng lâu. Nếu bạn thèm một ly trà đắng chát, hãy thử nhé. 10 phút là thời gian mình chọn để uống trà xanh, để pha trà đá và trà trái cây. Kết bạn, cả ba yếu tố trên đều quan trọng. Tùy vào từng loại trà xanh cụ thể mà bạn sẽ tự chỉnh gia giảm ba yếu tố cho phù hợp nhất. Hiếu thường tham khảo cách pha của người bán trà, nhà sản xuất trà và hướng dẫn pha chế trên bao bì, vì họ sẽ hiểu sản phẩm nhất. Làm theo cách của họ trước, xem có phù hợp với nhu cầu của mình không, rồi đến tiếp. Khi mua một loại trà mới, Hiếu sẽ pha theo các trình tự sau. Nhiệt độ và thời gian là hai yếu tố Hiếu tạm khóa lại để tập trung điều chỉnh yếu tố tỷ lệ trà và tỷ lệ nước trước. Tiếp theo sẽ là thời gian uống và cuối cùng là nhiệt độ nước. Mỗi người sẽ có cách pha trà khác nhau, có thể hai yếu tố hoặc nhiều hơn ba yếu tố. Hy vọng tập mẹo pha chế này sẽ giúp bạn tìm được cách pha trà cho riêng mình. Hẹn gặp lại, bye bye.